Uống vô đá quá này. Thì một hồi anh em nhìn thủ môn bên kia nè, nó chụp quải cả chưởng luôn anh em ơi, anh em nhìn ra kỹ nè. Đó anh em thấy chưa? Nó nhỏ mà nó bay người quải cái chưởng luôn nha anh em ơi. Đó bây giờ Thanh Đàn nè, Thanh Đàn tiếp tục gì? Đúng rồi, trời ơi trời, anh em thấy chưa? Trời trời, anh em nhìn ra. Cái kìa. Trời ơi trời, cái đây làm gì á? Trời ơi là trời. Người ta gọi em là Gôn đâu nhí. Thì em cũng thấy đội anh Quý ăn hơi bị nhiều giải. Bữa nay em sẽ được quỷ diệt đội anh Quý. Đây tôi đá với là với một team siêu cầu thủ nhí anh em ơi, đá cho U giống như là 13-12 giờ của Cần Thơ á. Hiện nay anh bò nhắm nào được không? Được hết à. Được chắc chưa? Chắc luôn. Rồi bây giờ muốn dạy thì kêu cho anh em xem ha. Ok. Bây giờ tôi sẽ hiện cho anh em xem nha. Cần chi mình phải không vậy? Đồ dữ vậy mà, ghê. Được, được. Để quý một món tuổi tôm. Cầu hủ nhí mãi định. Gáy đi, gáy đi, hô nha. Đó thì anh em thấy không, hình bò bên tem tôi giống như là hôm nay sẽ thể hiện kỹ năng cho anh em xem nha. Thì anh em nhớ giúp video này đạt giống như là 20k like anh em ơi. Thì tôi hứa danh dự với anh em luôn, thì tôi sẽ hẹn kèo dưới tem của hình bò đá cho anh em xem nha anh em ơi. Đó, thì hình bò đá như vậy đó anh em, rồi tem của hình bò đá sẽ như thế nào anh em. Thì tôi nghe nói anh em là hình bò đá cho câu lạc bộ gì anh em à. Đó, đá rất chi là nổi tiếng luôn, toàn chút vô địch thôi nha anh em ơi. Đó, thì mong anh em giúp video này đạt được 20k like. Thì tôi sẽ giống như là kêu huấn luyện viên của giống như là hình bò đá với giống như là dưới tem tôi nha anh em ơi. Đó, thì nhân gồm xúc vô một trái ăn mừng cái kiểu giống như là quá chi là đẳng cấp luôn nha anh em ơi. Đó, thì bên kia Gono nhí. Rồi, xúc vô là một điều nha anh em ơi. Đó, thì anh em đừng quên giúp tôi một nút like để mình như là mình đạt được 20k like nha. Ok. Đó, trời ơi Gono nhí quá ghê luôn. Rồi làm gì đây? Rồi, làm gì đây? Xúc Gono nhí. Trời ơi trời, mới vô nó ăn tôi như là 2-1 anh em ơi. Đó, tại vì tôi thấy mấy thanh niên này nhỏ anh em ơi, nên tôi không có đá với mình là gây cắn anh em ơi. Thì tôi sẽ cho hình bò đá nha anh em ơi. Đó, cho anh em không, hình bò nó muốn như là La Simon vậy đó anh em à. Đó, rồi bây giờ nhân gồm chị cho Thanh Đàn nè. Thanh Đàn xúc rồi bị lọt hán thủ môn luôn. Thì một hồi anh em nhìn thủ môn bên kia nè, nó chụp quải cả chưởng luôn anh em ơi, anh em nhìn ra kỹ nè. Đó anh em thấy chưa, nó nhỏ mà nó bay người quải cái chưởng luôn nha anh em ơi. Đó bây giờ Thanh Đàn nè, Thanh Đàn tiếp tục gì, xong rồi trời ơi trời, anh em thấy chưa, nó chụp quải cái chưởng luôn nha anh em ơi. Thì mấy anh em này anh em là đá cho U12, U13 gì Cần Thơ anh em à. Đó hiểu không, nó nhỏ xíu mà nó khéo kinh khủng khiếp luôn anh em à. Đó bây giờ Lê Bình vô thì anh em cũng hiểu kết quả rồi. Bây giờ Gondo nhí nè, Gondo nhí chị cho 15 chị cho Gondo nhí, Gondo nhí chị, trời ơi trời, anh em thấy gì chưa, nó nhỏ xíu mà nó đá hay quải cái chưởng luôn. Bây giờ hình bò nè, hình bò nè, đó hình bò dẻo một ngư nè, rồi xong rồi xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó, rồi bây giờ là solo 1-1 nè, rồi lọt hán nhưng mà bị cản phá anh em ơi, quá hay luôn hình bò ơi. Rồi bây giờ quý một ngón nè, quý một ngón làm gì đây? Đó, thì cái chân tôi thì tôi háo nguyên cái móng ra luôn rồi nha anh em ơi. Đó, bây giờ xúc quá hay luôn hình bò ơi. Rồi bây giờ tỷ số lên cũng nhận năng lên hai điều rồi nha anh em ơi. Rồi hình bò chuyện với quý một ngón nè, quý một ngón làm gì đây? Xúc chân trái luôn nhưng mà không vô được thủ môn nha anh em ơi. Mấy thủ môn nó nhỏ xíu mà nó chụp giữ quái chuẩn anh em à. Đó, thì bây giờ là Đức Cống nè, Đức Cống làm gì đây? Rồi Đức Cống nè, Đức Cống xúc nhưng mà tiếp tục không vô luôn nha anh em ơi. Mấy nó chụp quả cái chuẩn luôn anh em à, đúng chắc thủ môn cho U12 Cần Thơ luôn anh em ơi. Rồi bây giờ Quý Ngón làm gì đây? Quý Ngón chuyền cho Đức Cống nè. Rồi Đức Cống làm gì đây? Đức Cống xúc rồi lủng lú được thủ môn rồi nha anh em ơi, quả chỉ là đẳng cấp luôn. Rồi bây giờ Quý Ngón nào, Quý Ngón làm gì đây? Chuyền cho Hịnh Bò nè. Hịnh Bò làm gì đây? Hịnh Bò chuyền cho giống như Đức Cống. Rồi Đức Cống được lấy banh của Hịnh Cô. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi Quý Ngón nè, rồi chuyền về cho thủ môn nè, thủ môn chuyền cho giống như là Hịnh Bò nè. Rồi bây giờ Hịnh Bò làm gì đây? Xúc mã ngoài nhưng mà không vô nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Quý một ngón nè, Quý một ngón chuyền cho giống như là Đức Cống nè. Rồi Đức Cống chuyền cho Hịnh Bò nè, Hịnh Bò giặt gớt vô. Trời ơi trời. Chiếu cơ bản. Yeah.
Rồi thì mấy trái đó là cơ bản của hình bò thôi nha anh em ơi. Đó thì anh em nhớ giúp tôi mình đạt giống như là 20k like nha anh em ơi. Để giống như là mình sẽ chiến đấu với tem của hình bò nha anh em ơi. Đó, tôi nghe nói là nó chơi cái giải nào anh em là nó cũng đều vô địch hết trơn anh em à. Thì tôi muốn thử sức với nó quá anh em ơi. Đó thì tôi mới xúc xa nhưng mà không vô nha anh em ơi. Rồi bây giờ hình bò đó, trời ơi hình bò múa si kêu nhưng mà không qua được số 15 nha anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi bị xúc vô luôn anh em ơi. Đá hồi nó nhỏ quê quá ông nội ơi. Đó, thì bây giờ là quy với con súc nè. Rồi tôi tính xúc vậy trời ơi uống không chụp mà quay lên không nhỏ nhỏ khó chụp mà nó chụp nó quay người nó khinh thường tôi luôn anh em à. Đó thì mấy anh đi này rồi bây giờ làm gì đây, quấn ngón dẻo một người nè. Rồi xong rồi làm gì đây, rồi xúc nhưng mà bị trúng được thằng Ronaldo nhí anh em ơi. Đó bây giờ quấn ngón làm gì đây, rồi dẻo một người nè, hai người rồi xúc chân trái nhưng mà trúng được sàn ngang quá cái quả trưởng anh em à. Đó bây giờ Ronaldo nhí nè, Ronaldo nhí chuyền cho số 15. Rồi xong rồi chuyền cho, rồi quá hay luôn anh em ơi, mấy cái tem này nó phối hợp ghê quá anh em à. Đó anh em thấy chưa, đúng chắc Ronaldo nhí luôn anh em à, đá quá kinh khủng luôn. Có anh em nào đá như mấy bạn này không anh em comment bên dưới giúp mình nha. Rồi bây giờ là kiên nhẫn nè, kiên nhẫn làm gì đây, rồi chuyền cho đu qua người của giống như là thịnh bò, thịnh bò làm gì đây, rồi lo hét trời ơi trời đỉnh cao chưa anh em ơi. Đó em nhớ giúp cho mình xin một like để mình giống như là có động lực giống như là quất được thịnh bò nha. Lật bàn đèn nhưng mà nó không dám lật bàn đèn nha anh em ơi. Đó nó tính tu lê đó anh em à, xong rồi chuyền cho này này nó xúc hụt anh em ơi, bị chửi quá trời luôn. Trời ơi là trời, đừng nói thua ngược nha. Rồi bây giờ làm gì đây, rồi bên kia chuyền xong rồi bật qua cục hai, trời ơi trời hay quá cái chuẩn luôn anh em à. Đó tôi nói anh em là nhỏ nhỏ vậy thôi chứ anh em đừng có khinh thường nha, nó chụp quả cái chuẩn luôn anh em ơi. Nó vừa chụp hay nè mà nó còn đá hay nữa anh em à. Đó bây giờ tôi vẽ nè, ở khúc này thì tôi không có dám xúc nha anh em ơi. Đó tôi trả về hủng môn cho nó gọn nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ lại về đây kiên nhẫn xúc lên nè. Đó xong rồi trời ơi bị đục chứ cái mặt luôn anh em ơi, quá trời hay luôn nội ơi. Đó rồi bây giờ là Phú Lê nè, trời ơi Phú Lê bị nhỏ giống như là lắng luôn anh em ơi. Rồi lại về đây, rồi lại về đây xúc vô, trời ơi trời Phú Lê ơi, Phú Lê là tội đồ trong giống như là cái trận này nha anh em ơi. Trời ơi trời, anh em nhìn ra cái kìa, trời ơi trời, cái đây làm gì á, trời ơi là trời. À, đá mấy người nhỏ thì ăn mừng vỗ tay bật, đá mấy người lớn bùa lên xuống như chó ở sao mà dở dữ vậy ba. Phú Lê đá quá là đẳng cấp luôn anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây, cột hai xúc, trời ơi trời ơi, trời ơi. Nó ăn mừng luôn rồi nè anh em ơi. Đó pha gô nha anh em ơi, má nó đá dữ quá, hàng chi gọi là Ronaldo nhí vậy anh em ơi. Đó thì nói chung thì tôi chưa đá hết sức đó anh em à, tôi trời ơi trời, nó chụp dính với banh luôn anh em à. Đó mấy ngày mà nó đá bằng tuổi đó anh em, là tôi nói anh em là đảm bảo nó đá quải cả trưởng luôn á anh em à. Đó rồi thì bây giờ Ronaldo nhí nè, chuyền nè, rồi xúc nhưng mà không vô được thanh nàng nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ là Phúc Nhân nè, Phúc Nhân chuyền cho Đức Cống nè, Đức Cống xúc vẫn không vô nha anh em ơi. Mấy thằng này nó chụp quải cả trưởng luôn, anh em nhìn khán giả ngoài kìa, người ta nhìn quá trời nhìn luôn anh em à. Đó rồi thì bây giờ Quý Một Ngón nè, rồi bây giờ làm gì đây, chuyền cho giống như là Phúc Nhân, Phúc Nhân chuyền cho Quý Một Ngón, Quý Một Ngón chuyền cho Phú Lê, xong rồi Phú Lê chuyền cho, rồi bị gãy anh em ơi. Cái pha đó tôi chuyền cho nó mà nó xúc mình nó chuyền lại ngược cái tôi này mà cây quải trưởng anh em ơi. Đó bây giờ Đức Cống nè, Đức Cống xúc nhưng mà chụp trời, nó chụp dính luôn anh em à. Má thằng thủ môn này nó chụp quải cái chuẩn hiện anh em ơi. Rồi bây giờ khoa gô nè, rồi bị Quý Một Ngón giống như là chuyền lấy banh này. Rồi bây giờ xúc trúng đường thằng mập anh em ơi. Đó trúng đường mập anh em à. Đó bây giờ làm gì đây, rồi rồi bây giờ làm gì đây, dễ được để coi dễ qua đường nhỏ không, không dễ qua đường nhỏ nha anh em ơi. Rồi xong rồi làm gì đây, rồi xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó trời ơi là trời, cây quá anh em ơi, nó nhỏ nhỏ xíu anh em, tôi xúc kiểu như là nương nương cái chân nên nó không có vô anh em ạ. Anh hiểu cảm giác đâu. Rồi bây giờ Quý Quán làm gì đây, Quý Quán dẻo một người nè, chuyền cho giống như là Phú Lê nè, Phú Lê làm gì đây, chuyền cho Đức Cống nè, Đức Cống xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó quá tiếc quải trưởng anh em à. Rồi bây giờ là Quý Một Ngón tiếp nè, xúc nhưng mà để nó chụp chính anh em ơi, cây quải trưởng anh em à. Đó rồi bây giờ làm gì đây, Quý Một Ngón nè, rồi khúc này là ăn 100% rồi nha anh em ơi. Rồi bây giờ là tôi sẽ lại gần nó nha anh em ơi, cho nó chĩa qua tôi, xong rồi nhân xúc cái gì vậy cháu. Trời ơi là trời, gần hết giờ đó anh em à, cái này mà thua là quê lắm anh em à. Đó cái ba đó có chuyện, trời ơi là tiếp tục vô rồi anh em ơi. Cái ba đó thì tôi với mưa là tôi chuyền cho nó để cho nó xúc, mà nó chuyền ngược để tôi nhưng mà cây quả cái chuẩn luôn anh em ơi. Rồi bây giờ dẻo một người nè, rồi xong rồi làm gì đây, rồi làm gì đây, rồi tiếp tục chuyền cho mưa là Phúc Chân nè, Phúc Chân làm gì đây, chuyền cho Đức Cống, Đức Cống chuyền cho, trời ơi Phú Lê là Phú Lê không biết chạy cột hai luôn anh em à. Xúc trời ơi là trời, nó chụp nó bay ngược luôn kìa anh em ơi, má nó chụp dữ quả cái chưởng anh em à. Đó khoa gô nè, rồi bây giờ là hình bò giống như là vô sân rồi nha anh em ơi. Đó để cho hình bò giống như là màu mè cho anh em xem nha anh em ơi. Đó
Thôi bây giờ rước cống làm gì đây, rước cống làm gì đây. Rồi xúc, nhưng mà lên trời nha anh em ơi. Đó anh đi xúc cái kiểu gì tôi cũng không hiểu được đó anh em à. Rồi bây giờ làm gì đây, Phú Ly đánh đâu. Trời ơi là trời, chuyện ở dưới không nội ơi, chuyện đâu mà trên cao giờ không biết nữa anh em à. Rồi khúc này là phạm lỗi nha anh em ơi. Đó hai hàng ăn dạ chung với nhau luôn anh em à. Đó ngồi dĩ cừ anh em ơi. Quải cái trưởng thiệt ông nội. Đó rồi bây giờ đứt cống nè, đứt cống chuyền cho Thịnh Ba nè. Rồi xúc vô, quá chia đẳng cấp luôn anh em ơi. Hiện bên tôi hình như là đang thua anh em à. Đó bên tôi là hình đang thua. Rồi đứt cống xúc nhưng mà không vô luôn. Rồi Thịnh Ba làm gì đây, Thịnh Ba xúc nhưng mà không vô luôn nha anh em ơi. Má nó chụp giữ quải cái trưởng anh em à. Đó bây giờ phút chân nè, xúc vô, quá hay luôn anh em ơi. Đó anh em thấy nhỏ nhỏ gì thôi chứ nó đá ghê lắm anh em à. Anh em vô anh em đá nó áp lực lắm anh em ơi. Đó bây giờ số 8 nè, xúc, trời ơi trời, nó chụp ghê quá anh em ơi. Xúc cỡ nào cũng không vô hết trơn anh em à. Rồi đứt cống xúc, đó vô. Đó có anh em nào muốn đá với tên của tôi không thì anh em comment bên dưới nha anh em ơi. Thì mấy giống như là bạn này giống như là giống như là muốn đá tên tôi nên tôi giao lưu thôi anh em, mà chứ thật ra tôi không muốn đá với mấy người nhỏ đâu anh em ơi. Đó thì thôi anh em nào fan tôi thì cứ liên việc inbox Facebook của tôi thì hẹn kèo cho tôi nha, để mà tôi giống như là có động lực chứ mà lấy giải cho anh em ơi. Hả bây giờ làm gì đây, rồi chuyền chơi giống như là phút nhan làm gì đây, vẫn không vô nha anh em ơi. Má mấy thằng này nó chụp cái kiểu gì á, bây giờ trái cuối nó quyết định nè. Xúc vô cái này là quy luôn. Rồi lắc kèo ngon lạnh cành đào luôn anh em ơi, quá chi đẳng cấp luôn anh em ơi. Rồi thì team bạn như là bây giờ là gung hết trơn rồi anh em ơi, chuẩn bị hết giờ rồi anh em ơi. Hết giờ bị tôi xúc vô được một trái anh em à. Đó rồi bây giờ làm gì đây, rồi sọt cho Đức Cống nè, Đức Cống chuyền lại cho Quý 11 ngón nè. Rồi nhưng mà không chuyền, xong rồi xúc nhưng mà không vô. Sao kỳ vậy trời, gì kỳ trời vậy? Mấy em nhường mấy anh chứ mấy anh không có tuổi với mấy em đâu. Ồ, ghê. Đi hôm nào cho cuộc hẹn nó lại đi. Ok luôn. Rồi. Ăn bao nhiêu trái không chị, là hết giờ. Chưa hết giờ mà. Thì đổi ra ăn nó thôi. Không phải. Rồi sao anh bò? Non quá. Được rồi. Ủa bây giờ tôi sẽ đi về nha anh em ơi, thì tôi cho anh em coi nè. Tôi rút nguyên cái món ra luôn rồi. Nên tôi mang giày không có được nha anh em ơi. Thôi bây giờ tôi sẽ đi về nha anh em. Anh em nhớ nhấn like đăng ký cơ hội cho mình nha. Rồi bye anh em.